Sự kiện ra mắt đặc biệt Lumi Signature. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, hiện tại thì Hòa đang đứng ở trong quang cảnh của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi vừa diễn ra cái sự kiện về ra mắt giới thiệu về dự án Lumi Signature. Và trong sự kiện này, đây sẽ là một cái trong những cái sự kiện có quy mô lớn nhất khi mà một chủ đầu tư mở bán căn hộ chung cư. Theo Hòa là như vậy, với số lượng người đến lên tới khoảng 3.500 người đến trực tiếp tại cái sự kiện này. Và trong cái sự kiện này thì đã có hàng ngàn khách hàng đã lựa chọn và chọn mua, tin tưởng vào chủ đầu tư Capitaland để lựa chọn căn hộ tại Lumi Hà Nội. Và thưa anh chị, trong sự kiện này thì chủ đầu tư đã công bố những cái chính sách bán hàng vô cùng đặc biệt và chỉ diễn ra duy nhất trong ngày hôm nay. Có thể kể đến như là cái chính sách chiết khấu 100 triệu dành cho khách hàng đã booking trước, hay là chính sách chiết khấu 5%. Và đặc biệt hơn thế, đối với những khách hàng đến trực tiếp tại ngày hôm nay thì chủ đầu tư sẽ chiết khấu thêm 2% nữa để cho khách hàng có được một cái giá ưu đãi và một cái giá tốt nhất vì đã tin tưởng vào chủ đầu tư. Và những khách hàng ở đây thì cũng có rất là nhiều anh chị đã lựa chọn được căn hộ, nhưng bên cạnh đó thì còn nhiều anh chị chúng ta vẫn chưa được lựa chọn được những căn hộ ưng ý. Và cũng phải có rất nhiều anh chị đã phải ngậm ngùi đi về mà chưa sở hữu được một căn hộ ở tại đây. Và sau khi mà Hòa xem xét cái bảng giá của Lumi thì Hòa thấy rằng là sẽ có những căn hộ nó có cái mức giá rất là tốt, và vẫn có những căn hộ thì giá của nó thực sự giá của nó cũng cao đó anh chị. Và để mà phân tích rõ hơn, chi tiết hơn thì trong video này Hòa sẽ không thể phân tích chi tiết hơn được với anh chị. Và với những anh chị mà đang muốn lựa chọn căn hộ tại Lumi Signature thì chắc có lẽ chúng ta sẽ phải chờ giai đoạn tiếp theo, khi mà chủ đầu tư sẽ mở bán ra bảng hàng chung và sẽ có những cái chính sách đi kèm. Và hiện tại thì những cái khách hàng mà chưa booking tại thời điểm hiện tại thì cũng đã hết cái chương trình để mà khách hàng được chiết khấu 100 triệu cũng như là các cái chính sách chiết khấu đi kèm nữa. Đó là một trong những cái rất là tiếc dành cho những anh chị mà chúng ta chưa biết đến sớm dự án Lumi tại thời điểm trước. Và đối với Hòa thì cũng có khá là nhiều khách hàng cũng đã tin tưởng kênh Nhà Tốt cũng như là đội ngũ của Nhà Tốt để mà có thể lựa chọn được những căn hộ. Và mặc dù có những anh chị thì vẫn chưa lựa chọn được căn hộ hoàn toàn ưng ý 100%, nhưng nhìn chung thì giá mà khách hàng lựa chọn thì khá là tốt so với những cái căn hộ sau này ra thì có cái mức giá cao hơn. Và đấy là cái mà Hòa cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị đã tin tưởng vào Nhà Tốt và đội ngũ của mình. Và trong cái quang cảnh của sự kiện này, xin mời anh chị sẽ dành một chút thời gian xem hết cái video này bên trong sự kiện để anh chị có được thêm một số cái thông tin khác nữa anh chị nhé. We'll be right back.
tôi xin gửi lời chào tới toàn bộ quý quan khách có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vinh dự và rất là vui khi được tiếp đón rất là nhiều quý quan khách trong khán phòng ngày hôm nay để quý vị có thể dễ dàng đi đến quyết định chọn căn trong sự kiện ra mắt đặc biệt Lumi Signature ngày hôm nay. Thì sau đây tôi xin đại diện chủ đầu tư điểm qua lại ba cái chính sách thanh toán để quý vị nắm rõ và mình đi đến cái quyết định chọn căn một cách nhanh chóng. Sau đây tôi xin trình bày lại ba cái lịch thanh toán của Lumi Signature như sau. Trên màn hình quý vị thấy là chúng ta có tiến độ thanh toán tiêu chuẩn. Thì với tiến độ thanh toán tiêu chuẩn này thì cái lịch thanh toán như sau. Đầu tiên thì quý vị đã đặt 100 triệu vào cái đặt chỗ ký quỹ có hoàn lại. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành chọn căn. Và sau đó trong vòng 14 ngày, thay vì quý vị thanh toán 10% như trước đây chúng tôi đã công bố, thì bây giờ quý vị chỉ cần thanh toán 5%. Và trong 5% này quý vị sẽ được trừ lại 100 triệu mà quý vị đã đặt ở đặt chỗ ký quỹ. Thì quý vị thanh toán chỉ 5%. Tiếp đến vào tháng 10 năm 2024 là năm nay, khoảng sau quý 3 là trong quý 4, quý vị chỉ thanh toán tiếp 15% khi chúng tôi gửi thông báo ký hợp đồng mua bán. Thì cái hình thức đầu tư này quý vị là rất là an toàn. Trong năm 2024 quý vị chỉ cần thanh toán 20%. Tiếp theo, trong năm 2025 chúng ta có 4 kỳ thanh toán, mỗi đợt chúng ta chỉ thanh toán 5%. Tiếp theo trong 2025 là 20%. Trong 2026 quý vị tiếp tục thanh toán quý 1 và quý 2 5% mỗi quý. Và đợt bàn giao nhà thì quý vị thanh toán vào quý 4 năm 2026 với cái đợt thanh toán là 45% và cuối cùng là 5% sổ hồng. Như vậy chúng ta chỉ cần chuẩn bị 50% từ bây giờ cho đến trước khi nhận bàn giao căn hộ. Thì đây là cái lịch thanh toán tiêu chuẩn. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu lịch thanh toán nhanh. Thì với cái lịch thanh toán nhanh thì đối với tất cả những quý vị chúng ta có cái tiền nhàn rỗi thì mình chỉ cần thanh toán 50% trong năm 2024. Như trên màn hình quý vị thấy, chúng ta sẽ thanh toán 50% trong năm 2024. Sau đó quý vị sẽ chờ đến khi nhận bàn giao căn hộ là 2026, chúng ta tiếp tục thanh toán 45% nữa. Và chúng ta cũng chỉ thanh toán 50% trước khi bàn giao căn hộ. Và một cái lịch thanh toán thứ ba, đó là lịch thanh toán hỗ trợ vay ngân hàng. Thì ở cái lịch thanh toán này chúng tôi làm việc rất là chi tiết với ngân hàng để chúng tôi có thể có được một cái lịch thanh toán rất là đặc biệt. Quý vị chỉ cần thanh toán 20% để chúng ta ký hợp đồng mua bán, sau đó ngân hàng sẽ vào tiếp tục giải ngân 3 đợt cho quý vị, mỗi đợt 10%. Như vậy là với cái lịch thanh toán vay ngân hàng này, chúng tôi sẽ hỗ trợ lãi suất trong vòng 3 kỳ, tổng cộng là 30%. Từ cái đợt giải ngân đầu tiên vào cuối năm 2024 đến cuối năm 2026, quý vị sẽ được ân hạn nợ gốc. Quý vị không cần phải thanh toán 30% này, kể cả gốc và lãi. Như vậy chúng ta đầu tư tại căn hộ Lumi Signature chỉ với 20%. Thì đây là một cái lịch thanh toán rất là đặc biệt, mong quý vị cân nhắc để mình chọn lựa. Và ngày hôm nay có mặt đông đủ các quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng để công bố cái chương trình chiết khấu rất là đặc biệt chỉ dành cho các quý vị có mặt tại sự kiện, tham dự sự kiện ra mắt đặc biệt này. Sau đây tôi xin hân hạnh được giới thiệu cái chiết khấu đặc biệt tại Lumi Signature ngày hôm nay như sau. Như quý vị đã được thông báo là khi chúng ta đặt 100 triệu, đó là tiền ký quỹ hoàn lại, thì quý vị sẽ được nhận ngay tiền thưởng 100 triệu được trừ trực tiếp vào giá bán. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm 5% chiết khấu trên giá công bố. Trong 5% này chúng tôi chia làm hai, đó là 2% chiết khấu đặt chỗ sớm và
3% là chiết khấu VVIP. Như vậy là quý vị nhận được 100 triệu và 5%. Ngoài ra, chúng tôi còn có một cái chiết khấu cộng thêm, đó là nếu quý vị chọn lịch thanh toán thì chúng tôi sẽ có chiết khấu cộng thêm. Ví dụ là chúng ta chọn lịch thanh toán tiêu chuẩn thì cái chiết khấu cộng thêm là 2%. Nếu quý vị chọn lịch thanh toán nhanh thì cái chiết khấu lịch thanh toán là 3%. Như vậy thì tổng chiết khấu chúng ta sẽ có như sau, đó là 100 triệu. Nếu mà quý vị chọn phương thức hỗ trợ vay ngân hàng thì chúng ta sẽ có 100 triệu và 5%. Nếu quý vị chọn phương thức thanh toán tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có 100 triệu 5% cộng 2%. Và nếu mà quý vị chọn cái lịch thanh toán nhanh thì chúng ta sẽ có 100 triệu 5% và tổng cộng là quý vị sẽ có 5%, 7% và 8%. Đây là ba cái mức chiết khấu. Tổng cộng là quý vị có 100 triệu 5% nếu mà mình chọn hỗ trợ lãi suất. Lịch thanh toán tiêu chuẩn là 7% và lịch thanh toán nhanh là 8%. Thì đây là toàn bộ cái chiết khấu mà chúng tôi mong muốn mang lại cho quý vị trong cái đợt chọn căn đặc biệt này. Nhưng chưa hết, đây là một cái mức chiết khấu tiêu chuẩn trong ngày hôm nay. Với cái sự đồng ý của ban lãnh đạo thì chúng tôi có một cái chiết khấu đặc quyền nữa và chỉ dành riêng cho quý vị trong cái buổi sáng ngày hôm nay thôi. Thì hy vọng là quý vị nhanh chóng chúng ta ký vào cái form đặt chỗ thì chúng ta sẽ có cái chiết khấu đặc quyền tại sự kiện. Thì chúng tôi rất là vui mừng công bố cái khoản chiết khấu cộng thêm vào sáng hôm nay, đó là chúng ta sẽ có thêm 2% nữa. Thì đây là cái chiết khấu rất rất là đặc biệt chỉ dành cho quý vị. Chúng ta hoàn tất hồ sơ sớm trong buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy thì toàn bộ chiết khấu quý vị sẽ nhận được như sau. Nếu mà chúng ta chọn hỗ trợ lãi suất thì chúng ta sẽ có 7%. Tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có 9%. Và thanh toán nhanh tổng chiết khấu lên đến 10%. Ngoài ra quý vị cũng sẽ có 100 triệu, vẫn 100 triệu bình thường ha. Thì mình sẽ có 100 triệu, 7%, 9% và 10%. Tùy cái lịch thanh toán mà quý vị sẽ lựa chọn. Thì đây là những cái mức chiết khấu rất là hấp dẫn. Chúng tôi hy vọng là quý vị có mặt tại khán phòng ngày hôm nay, khi mà ra về thì mỗi người chúng ta đều chọn được một căn hộ ưng ý cho mình. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và cái buổi chọn căn sáng ngày hôm nay thật thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vừa rồi là những cái thông tin ở trong sự kiện ra mắt đặc biệt của Lumi Signature. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu về Lumi Hà Nội hay các cái dự án khác nằm trong đại đô thị Vinosmart City thì đừng ngần ngại liên hệ với Nhà Tốt theo số hotline bên dưới màn hình cũng như là đường link mô tả bên dưới video này. Và đừng quên, nếu như anh chị thấy thích video này, anh chị hãy dành cho Nhà Tốt một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.